Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Rất là lâu rồi thì mình không chơi lại con map này. Và dạo gần đây có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là anh chơi tiếp map này phần 2 đi. Đấy, hôm trước thì mình có đọc rất là nhiều bình luận bảo là anh Mèo Pèo làm tiếp cái map đó là truy tìm thùng thuốc nổ phần 2 đi. Đấy, thì mình nhớ không nhầm thì phần 1 mình đã chơi đến level 17 thì phải đó. Chơi đến cái bàn ở vùng đất dung nham này, sau đấy thì mình nghỉ bởi vì là cái map này có tận 50 level cơ mà thời lượng video thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu như dài quá cũng không hay các bạn ạ. Cho nên là hôm nay mình sẽ chơi tiếp 17 level nữa, tầm khoảng đến level 34 các bạn nhá. Đấy, chơi tầm khoảng level 34, level 35 thì hết phần 2 các bạn nhá. Còn phần 3 khi nào có thì chưa biết các bạn ạ. Mà để coi xem là mấy level còn lại có khó hay dễ nữa. Đấy, nếu như mà dễ thì chơi nhiều, mà khó thì chơi được ít các bạn ạ. Nói chung là ok, cứ biết thế đã các bạn ơi. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Và bạn nào yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo bằng gói mì tôm các bạn nhá. Ôi, bây giờ thì nhớ là cái map này nó khóa góc nhìn các bạn ạ. Đó, cho nên là không thể nào qua lại được. Rồi, thì đầu tiên là đến với con map này thì mình nhớ không nhầm thì nó khá là dễ thôi. Hôm trước thì mình chơi nó khá là dễ các bạn ạ. Hình như là chắc là tìm dưới mấy cái lava này. À đây. Tôi thấy có đỏ đỏ này. Có cái vệt đỏ này chắc là đánh dấu không? Ôi trời ơi, đúng luôn, các bạn hóa ra là giấu cái dương ở dưới cái lava này. Ok. Nói chung là chủ map cũng làm khá là có tâm các bạn ạ. Bình thường map khác ấy là chúng ta phải tự đi mò cơ. Đây ông này đánh dấu sẵn này, đấy. Đánh dấu sẵn cho chúng ta cái dương ở đây luôn. Ok, nói chung mà mình thấy cái map này mình đề cử rồi. Bạn nào mà mình ở đây thì không ID map nhỉ? Bạn nào mà muốn biết cái ID map là gì thì có thể vào phần vào cái trang kênh của Mèo Pèo, khỏi là trang kênh không đúng đâu. Có thể xem lại cái phần 1 đấy, xem lại truy tìm thùng thuốc nổ phần 1, hoặc là vào cái trang cá nhân Mèo Pèo ấy ở trong menu ấy. Đấy, các bạn vào cái trang cá nhân của Mèo Pèo tìm ID 27351783 ấy. Đấy, vào phần đánh giá ấy, sẽ tìm nó sẽ ra tất cả những cái map mà Mèo Pèo đã từng đề cử đấy, các bạn tìm lại nhá. Ok. Đến với level 18 đi. Level 18 là UFO à? À, uầy, xây cái đĩa bay à? Hình như cái này là mới cập nhật này. Hồi trước làm gì có cái này đâu ta, không biết đúng không? Hình như hồi mình chơi lâu ấy, đợt đấy đã cập nhật cái máy bay đâu, mình cũng không rõ các bạn ạ. Xem mấy cái dương có không? Tức là quanh quanh mấy cái dương rồi thôi. Hey, tức là quanh quẩn mấy cái dương này các bạn ạ. Ôi trời ơi, dễ thế. Ok, vậy là cái map này vẫn giữ truyền thống như ngày xưa. Đấy, cũng chung là cũng khá là dễ, không có gì khó cả các bạn ạ. Ok luôn. Đó, hiện tại là chúng ta qua được level 18 rồi. Đây là level 19, đại vực. Uầy, được cả cái map này nhá. Build mỗi một level nó khác nhau các bạn ạ. Nó nhìn rất là đẹp mắt luôn. Kiểu mỗi một level nó gọi là như nào nhỉ? Nó xây một cái kiểu khác, thành ra là mình cảm thấy nó không bị nhàm chán các bạn ạ. Đó, đây. Theo như mình nhìn sơ qua ấy thì mình thấy ở đây này. Đây, ở đây có một cái hang động này. Đó. Nhìn không? Đấy, có cái hang động rẽ hai bên này. Rẽ trái hay sao ấy? Rẽ trái các bạn ạ. Đó. Bây giờ bắt cua qua đúng không? Rồi, cái này là chặn đầu à? Chặn đầu hai block. Hey, hổ. Đâu? Không có gì. À đây, trời ơi. Chung là map này cũng khá là dễ thôi. Nói chung là map này mình thấy là phù hợp với rất nhiều bạn luôn. Ai chơi cũng được luôn. Để kể cả người mới tập chơi hay là người chơi lâu năm rồi chơi vẫn vui các bạn ạ. Nó không bị nhàm chán. Chơi khá là ok. Bom nổ. Rồi, map này thì được cái là trang trí quá là đẹp rồi. Kiểu như là chơi không bị nhàm. Căn nhà bỏ hoang đó. Ui, build hẳn cái căn nhà bỏ hoang thật luôn này. Ai thật chà, đúng kiểu nhà tù nhỉ. Nhìn giống nhà tù phải các bạn ạ. Mình thấy giống cái nhà tù hơn là giống cái nhà bỏ hoang các bạn ơi. Được chứ, mình thấy cái map này càng ngày chơi càng đẹp thì phải. Hình như là càng sau xây càng đẹp các bạn ạ. Gì đây? Mình kiểm tra trên trần nhà xem có gì không. Dưới giường hay dưới gì có rồi các bạn ơi. Đấy, xem nào, có không? Hey. Kiểm tra trên trần nhà, check thử em nào. Tối thế, ôi cái phòng này nhìn sợ thế, nhưng kiểu có ma ấy các bạn ạ. Nhìn ghê ấy nữa. Eo ơi, bây giờ cái map này kết hợp với kinh dị à? Hết hồn con trồn luôn các bạn ơi. Nó không có gì à? À đây. Hóa ra dấu trên này. Ok. Nói chung là map này chơi được. Thấy hay đấy. Trang trí đẹp ấy. Càng chơi càng thấy trang trí đẹp các bạn ạ. Hê. Vừa rồi tưởng có kinh dị nữa, kết hợp với kinh dị thì hay đấy. Gì đây? Ha. Level gì mê cung băng à? Úi rồi, úi trời ơi, ô nó trượt kìa. Ô nó trượt các bạn ơi. Nó trượt. Ô à hay nha. Ui, cái map này càng chơi càng thấy hay các bạn ạ. Ui. Biết thế mình phải làm phần 2 sớm các bạn ơi. Mình không biết, biết thế mình làm phần 2 sớm luôn. Ui map này chơi hay chứ. Đâu rồi, đâu có thấy cái gì đâu. Ô, cái gì đâu.
Ôi chân trượt. Đây, thế rồi nhá. Rồi, cái map này nói chung là đoạn này khá là dễ thôi, mỗi chỗ là bị cái chân trượt rồi đấy. Phải kiểm soát tốc độ các bạn nhá. Bạn nào chơi trên PE chắc là hơi khó đấy. Chơi trên PE thì mình nghĩ là hơi khó kiểm soát tốc độ. Đó, trên PC dễ hơn một chút. Đặt, ui, xong rồi. Thôi xong tôi rồi. Rồi xong rồi, chỉ vì chân trượt đặt nhầm một, tôi toang tôi rồi. Các bạn ơi, chỉ vì một phút lỡ lầm mà đặt nhầm rồi. Khiếp thật. Cái đoạn này bị trơn trượt quá đấy không? Đặt một phát đặt nhầm luôn các bạn ạ. May mà map này không chạm mất tờ hình. Nếu mình không nhầm thì map này là chủ map là không chạm mất tờ hình đâu. Đó, tôi biết mà, đúng rồi, không chạm. Đó, mày thế, trời ơi. Ok luôn, một phút là lỡ lầm. Thế là thôi, các bạn lại đi luôn. Ôi mẹ quá, map này không chạm mất tờ hình. Hết hồn con trồn rồi. Tiếp, level 22. Khu câu cá các bạn ơi. À, khu câu cá à. Em rêu gì không? Ở đây có mấy cái lỗ này. Không thấy. không thấy, không có luôn, không có. Ok, vậy là dưới đây không có các bạn ạ. Dưới hồ cá không có rồi. Vậy thì nó ở đâu đó quanh đây thôi. Chắc là quanh mấy gốc cây hay trên cây thôi. Kiểm tra gốc cây trước không nào. Xem có dầu dưới gốc cây không. Không thấy nè. Vậy là trên cây rồi. À đây, trời ơi, đó. Không có dưới hồ, không có dưới gốc cây thì chỉ có trên cây thôi. Nói chung là chủ map và làm map khá là có tâm các bạn ạ. Rất là dễ suy luận luôn. Map chơi khá là ok. Được của nó các bạn ơi. Ăn mỉm mỉm á. Thế đây. Đài quan sát. Ui, map này trang trí đẹp biết nữa. Ui, kiểu mỗi một cái level khác nhau ấy là một cái thế giới khác các bạn ạ. Chơi nó rất là đã luôn. Chơi cực kỳ ok luôn. Được, ai, không có gì này. Không có gì. À đây. Ơ không có gì luôn à? Ơ không có gì các bạn ạ. Phải lên trên đài quan sát à? Map này ok. Bát này đầu tư đấy các bạn ạ. Build 50 level mà mỗi level xây khác nhau ấy là cả một vấn đề các bạn ạ. Xây mệt phết đấy. Không phải đơn giản đâu. Đây. Hóa ra cái dương giấu ở đây à? Ok. Hóa ra lên đài quan sát để coi dương đấy. Chuẩn bị. Rồi. Chuẩn bị. Thấy. Ui dồi ôi. À đây có cái dây leo này. Đây có dây leo này. Đúng nè. Đó, dây leo quên mất. Chúng ta có dây leo mà. Rồi. Ai chà chà, có vẻ ai đó đã tìm được bom rồi. À đấy, nhắc mình nhớ là cái map này kết hợp cả trigger nữa các bạn ạ. Nhiều cái hay lắm. Map này phải gọi là đỉnh cao đấy. Map này không được tuyển chọn hơi tiếc nhỉ. Mình thấy map này lên tuyển chọn được cơ. Mình đánh giá cái map này có thể lên được tuyển chọn đấy. Chơi kiểu phù hợp nhiều người chơi mà chơi cũng khá là hay. Mình thấy cũng khá là nhiều người đề cử rồi, cũng khá là nhiều người tải rồi mà không thấy chuyên tuyển chọn, không hiểu lắm. Mình thấy cái map này còn hơn khối map tuyển chọn các bạn, mình nói thật luôn. Map này chính ra là đầu tư đấy các bạn ạ. Mỗi một level là nó khác nhau mà. Level 24 Thiên Cung, không biết chị Thỏ coi được video này không. Chị Thỏ mà coi được video này thì có thể xem xét cho thử lên tuyển chọn. Thế map này hay chứ. Map này cho nên tuyển chọn người nước ngoài chơi cũng được mà người Việt Nam chơi cũng được. Ai chơi cũng được các bạn ạ. Hey. Map này chơi khá là ok luôn. Bạn nào rảnh có thể gửi cho chị Thỏ cũng được, hoặc là gửi cho chị Mèo cũng được. Mà không bị lag á, quan trọng là map này không bị lag đấy. Nhiều map tuyển chọn nào cũng đẹp, các thứ được. Chơi hay nhưng mà mỗi tội là đẹp quá thành ra lag các bạn ạ. Map này đẹp mà không bị lag mới vui nè. Ôi khiếp, sao đi mà cái tuyết này lâu thế à, mà cái này là mây à? Cái này là mây chứ. Ôi chết, mình đi hết rồi đấy. Đi hết cái vườn vòng ngoài rồi. Cái gì đâu nữa? À đây. Mày thế. Đang định nhảy vào trong các bạn ạ. Thấy ngay, trời ơi. Rộng. Bạn nào mà không có xin đi thì cẩn thận nhá. Chơi cái map này ý, mà đặt nhầm là toang đấy các bạn ạ. Nếu không mà chúng ta có xin đi đấy. Có xin đi thì map này khá là dễ ăn gian luôn đấy. Cực kỳ dễ ăn gian luôn. Đó, kiểu nhảy lên trên luôn. Đó, nhưng mà thôi. Chơi cái này cũng dễ mà, map này khá là dễ. Quan trọng đặt nhầm mày. Đừng để đặt nhầm nhá. Ruộng bậc thang à. Ui, build hay nhờ. Build ruộng bậc thang đẹp nhờ. Kiểm tra cây em nào. Cây có không? Không có trên cây các bạn ạ. Không thấy có trên cây. Kiểm tra dưới cây xem à. Dưới cây chắc không có rồi. Tiếp chè này đố mà mình nhìn được. Không có các bạn ạ. Không có đâu. Ruộng với các thứ chắc không có rồi. Kiểm tra trên cây em nào. Trên cây chắc không có rồi. Vậy là ở dưới suối à? À gì đây, hố ở đây. Không phải à? Ờ, cứ tưởng có cái gì ở dưới này các bạn ạ. Chắc là quanh cái dưới sông rồi thôi. Mình nhìn từ xa cứ tưởng có cái dương ở đây. Hết hồn, chắc là dưới sông. Nếu như trên cây không có, ruộng không có, chắc ở sông thôi. Check thử dưới sông xem như nào.
Hey, 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 hey. Tiếp xong rồi dài thế. Tiếp à đây 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 rồi. Ôi, khiếp thật, để ở tận đầu bên này các bạn ạ. Mình đi từ bên này qua bên kia luôn. Trời ơi, vất vả thế. Đó, rồi. Đấy, bây giờ mà chủ map ấy mà chơi trí kiểu giấu góc này đấy, giấu cái giường góc này nhìn kiểu đó hết mắt luôn. Nhưng mà cũng may là chủ map mà chơi cũng có tâm. Tìm khá là dễ, hẻm đá. À, uầy, còn núi non các thứ luôn à. Căng nhở, ở đây có gì đây? Em à, không thấy có gì cả. À ha, nhìn có vẻ phức tạp chờ. Kiểu mê cung đá à. Trông có vẻ khá là phức tạp. À, ở đây có đường đi vào này. Từ từ nhá. Check lên trên á, xem có gì ở trên không. Ở đây có đường lên này. À, gì đây, chỗ có khe đây. Thấy rồi nhá. À, khe đây. Ủa? Cái khe này thông bên này các bạn ạ. Ôi trời ơi, thành ra đi một vòng luôn này. Ok, cái hóa ra cái khe này thông nhau, nó xuyên qua các bạn ạ. Rồi. từ từ để coi nào. À, thấy rồi. Thấy rồi. Lại thêm một khe nữa này, khiếp thật, map này hay nhờ. Ủa, cái gì đấy? Có gì không? Ô. Hình như ở trên này có đường ấy. Ủa, phải bám tường à? Ui. Hình như phải bám tường các bạn ạ. Cái dương ở đây này. À, ôi dồi ôi. Khiếp thật, nhìn đau hết cả mắt. Cái chỗ này bị tối các bạn ạ. Chưa kể mèo kéo còn cận nặng nữa. Đấy, 9 độ là cái kính ý. Cái kính mình đang đeo là 9 độ. Chứ thực ra có khi mình phải cận hơi 9 độ. Mình phải cận tầm khoảng 10 độ các bạn ạ. Đó, mình là mình đang đeo kính 9 độ thôi. Chứ mình nghĩ là mình phải cận tầm khoảng 10 độ đấy. Tiếp, level 27 gì đây? Miệng núi lửa. Ui, nhìn có vẻ quy mô ấy nhỉ. À, thấy rồi nhá. Thấy cái đỏ này, đó, lại thấy cái đỏ này. Bấm thử xem nào. Ơ, không bấm được. Không như nào. Ở dưới này có mê cung lửa. Ủa, hay thế. Cắn bánh mì á. Chết, hay nhỉ. Gì đây? À, ok, rồi. Map này khá là đầu tư luôn các bạn ạ. Tiếp lên. Ủa, lại cháy. Ăn này đã. Đường nào nữa? Đây. Ui, quả map chơi càng hay các bạn ạ. Kiểu này là bạn, nếu như mà video này được nhiều người xem ý, được nhiều người chia sẻ ý, được nhiều người like ý, thì mình sẽ làm thêm phần 3 nhá. Đó, nếu như video này đạt 2.000 like đấy, được tầm khoảng 2.000 like thì mình sẽ làm tiếp phần 3 các bạn nhá. Đó, các bạn cố gắng cho video này lên 2.000 like đi, mình sẽ làm tiếp phần 3 các bạn ạ. Mình sẽ chơi tính ở level 34 thôi, mình sẽ chơi 34 rồi ngừng nhá. Sa mạc hoang vu. Ở đây có gì này? Một tấm bản đồ à. Nếu như đứng từ đây nhìn ra thì góc này, đây. Cái chấm đỏ này ở phía này các bạn ạ. Đó, góc này. Đó, rồi. Vậy là chúng ta có cái hố không? Chắc là có cái gì ẩn nấu đây này. Đấy, chắc là quanh này thôi. Ủa, có thế ở đâu? Ủa? Thế ở đâu? Ủa? Ơ? Ơ? Ơ, hay trên này? Ủa? Có thế ở đâu nhỉ? Ơ, kỳ ta? Ơ, qua xem lại nào. Ơ? Ui, mắt này hay các bạn ơi. Wow, mắt này hay nha. Ui, vậy là mắt này dùng trigger nhá. Tức là khi mà chúng ta ấy di chuyển đến đây này, đó, thì sẽ có công tắc, kiểu như một cái công tắc ấy, sẽ làm cho cái giường xuất hiện. Ui, thú vị thực sự các bạn. Wow, đỉnh cao đấy. Trời ơi, hay nha. Map này hay phết các bạn đã, càng chơi càng hay luôn. Ui, lần đầu tiên mình thấy cái map càng chơi nó càng hay này. Bình thường kiểu giải mãi mình chơi kiểu càng chơi nó nhạt dần, kiểu như chủ map lười ấy, chủ map cạn ý tưởng ấy, chơi sẽ bị nhạt dần. Mà không ngờ cái map này, trời ơi, càng chơi nó càng hay các bạn ạ. Đỉnh cao đấy. 29 kim tự tháp à? À, kim tự tháp à? Uầy, kim tự tháp mà có vào không? Có đường vào không ấy? Đường vào không? Đây là chỗ là màu sẫm màu này. Không thấy có gì các bạn ạ. Đây cái gì đấy? Không thấy có gì các bạn ơi. Thấy rồi này. Có cái trắng này. Gì đây? Ủa, đi xuyên con đường. Mê cung các bạn ơi. Em kinh nghiệm chơi giải mã lâu năm, nhìn phát biết ngay đó. Nhìn cái chỗ đen xì này biết ngay là dấu cái dương các bạn ạ. Để đi thử tiếp nào. Ui, xây hẳn một cái đường hầm nhìn xịn sò nè. Wow. Bạn nào mà chơi giải mã ít ý mà không để ý là không biết cái này đâu này. Nhìn này, để ý này đó. Thôi, kinh nghiệm mèo béo chơi giải mã lâu năm, nhìn phát biết ngay các bạn ạ. Kiểu dấu này chơi quá nhiều rồi. Bạn nào mà coi mèo béo chơi giải mã nhiều thì biết đấy, đầy map kiểu như thế rồi. Kiểu kinh nghiệm thâm niên chơi giải mã lâu năm các bạn ạ. Tiếp, level 30, đường cống. Ui,
Wow, xây cái cống, cái đấy cấm, cấm nhảy à? Cấm nhảy tức là không được xuống cống à? Ủa nhưng mà cái hố kìa, có cái lỗ đi vào kìa, nhưng mà không xuống sao được. Hay thử tìm trên này xem nào. Trên này chắc không có rồi. Chắc cái biển này để trưng cho đẹp thôi. Chứ thực sự là kiểu như biển cảnh cáo ấy, bình thường có ai rảnh nhảy xuống cống đâu. Hộ, hộ, hộ. Ui, thử kiểm tra thử nào, ở đây có cái gì này? Ở đây có cái thâm thâm này, đen đen này. À, chỗ này chặn rồi, không có gì các bạn ạ. À, miệng cống này, không nhìn được, bị chặn rồi. Ui, chẳng là chui kia, ui nhìn sợ nhở. Khiếp thật, như kiểu mấy cái phim kinh dị các bạn ạ. Chui vào cống rồi, khiếp thật. Có chuột cống, bây giờ có mèo cống. Bây giờ có khái niệm mới, mèo cống các bạn ạ. Chuột cống, còn mèo cống. À, rồi thấy giường này, khiếp thật thấy giường này. Đây. Khiếp mắt, đau hết cả mắt rồi, đây có giường này. Trời ơi, nhìn lát hết cả mắt các bạn ạ. Chóng hết cả mặt luôn. Ok, trời ơi, mắt khá là dễ thôi. Bạn nào cái bạn nào cận nặng ý thì khó nhìn với đây, hoặc là phải tăng độ sáng màn hình lên đó. Chỉ cần tăng độ sáng màn hình lên thì hơi nhìn khá rõ các bạn ạ, chứ nếu không là cũng nhìn nó khá vất vả đấy. Tiếp level 31, lâu đài windy, hình như windy là cái gì nhỉ? Windy là hình như là tên cái gì nghe quen nhỉ, tên ca sĩ hay cái quái gì nhỉ. Lâu đài windy là kiểm tra xung quanh nào, kiểm tra cây cỏ xem có gì không đã. Kiểm tra xung quanh lâu đài xem có gì không, rồi hãng lên các bạn ạ. Ok, không có gì. Mở cửa, kiểm tra dưới này xem có gì không, biết đâu. Kiểm tra từng bậc thang một. Không có gì các bạn ơi, rồi, bây giờ lên rồi, lên. Uầy, gì đấy, con heo à? Con này con heo đúng không? Con này như con heo rồi phải các bạn ạ. Ôi, con heo này, ôi. Hai anh em nhà heo này, đây chắc thằng em, đây thằng anh. Đó, thằng anh và thằng em. Uầy, view hay nhỉ? Chủ map làm cu te phết. Ôi, đứng lên nhìn ra ngoài, map này còn dài lắm các bạn ơi, nhìn không, map này còn dài lắm. Mắt này hình như là 50 level cơ. Đó, uầy, đứng lên trên có cái cỏ gì đấy, có cái cờ này. Có cái cờ này. Ủa, mình bất hình à? À đây. Đang nhìn cái gì luôn các bạn ạ? Ủa, có thấy gì đâu? Ủa, không thấy gì các bạn ạ? Hay là giấu ở gầm cầu thang, nhìn kỹ nào. Không thấy có gì này. Không thấy có gì luôn này. Uầy, căng nhỉ? Lắc à? À đây. Không thấy có gì các bạn ạ. Không thấy có gì thật. Lạ nhỉ. Trời ơi, hóa ra giấu ở ngay đây. Khiếp thật, là mình leo lên như đúng rồi các bạn ạ. Hóa ra chủ map giấu ngay trên đầu luôn này. Trời ơi, khiếp thật. Ok luôn, là mình đi múa một vòng lên trên, đi xuống dưới các thứ, ngắm toàn cảnh luôn. Hóa ra giấu ở đây các bạn ạ. Ok, thầm đấy. Tiếp level 32, mê cung trận. À, lại mê cung trận à? Gì đây? Rồi, cái này sao trèo vào được? Ủa? Đường vào đâu? Đường vào mê cung đâu rồi? Đây. Ui, đẹp phết nhở. À, bản đồ này vậy là mê cung, tức là nó sẽ đánh dấu ở đây đúng không? Đánh dấu ở đây, đây chắc là đường vào à? Vậy là sẽ góc này này, góc bên này này. Góc tầm góc này mình đoán vậy thôi, không biết đúng không? Ui, map xây đầu tư phết nhở. Cứ đi vòng vòng xem như nào, góc bên này à? Đường kiểu gì đấy? Không phải. Ở đây đường ngược lại quên mất. Ui, quả mê cung ảo diệu nhỉ. Gì đấy? Ui, kiếp lắt léo thế. Kiếp thật, quả mê cung này phức tạp các bạn ạ. Kiếp phức tạp phết đấy. Úi trời ơi, trông có vẻ là khá là phức tạp các bạn ạ. À đây, ok, nó còn cháy này, ôi hay nhở. Sao có thể, à hình như ở dưới là có cái gì đốt lên sao ấy, sao sáng này, nhìn hay nhở. Cái dương kiểu phát sáng nhìn hay phết các bạn ạ. Kiểu sợ mình không nhìn thấy sao ấy, để cái dương nó phát sáng cái này. Đó, hay phết, ok, rồi. Nói chung là mắt này khá là dễ, kiểu đi vòng vòng cũng thấy mà. Chả cái gì bản đồ các bạn ạ. Đây đường ra chứ, đường ra đâu nhở. Đường ra rồi, đi bựa đây. Ok luôn. Đó, mắt này đầu tư phết, xem quả mê cung đẹp phết các bạn ạ. Ui, còn lấp lánh các thứ này, chích gờ nhìn hoành tráng các đôi. Map này là tuyển chọn được, là tôi đề cử rồi. Map này mình chơi phần 1 mình lâu rồi, nhưng mà chưa đến lượt tuyển chọn nhỉ. Mình thấy map này tuyển chọn được mà. Level 33, bể bơi hiện đại. Bể bơi hiện đại cơ à. Ui, đây là kiểu cái ghế nằm này, nằm bể bơi này. Để kiểm tra mấy cột này xem có gì mờ ám không. Đấy, nghi lắm. Mấy cái cột này nhìn khá là mờ ám này. Không có gì à? Ok, chắc là không có gì đâu. Thử xuống nào. Có cống này,
có cống nè. À đây 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 đây. Xem nào. Ui rồi 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 rồi. Tí nữa rồi, ui tí nữa rồi. Bấm một cộng, ơ bấm 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 bấm. Ôi, ui, mày thế bơi lên kịp, mày thế tí nữa rồi các bạn ơi. May mà bơi lên kịp, hết hồn con trồn luôn. Ôi dồi ôi, càng đấy. Rồi, đã có bom các bạn ơi. Đã tìm được thùng thuốc nổ rồi. Jo, té 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 té. No, 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 no. Mình thấy là phần 2 còn hay hơn cả phần 1 các bạn ạ. Trang trí đẹp hơn nhiều này. Ui, level 34, thành phố tí hon. À, thành phố tí hon. Ui, để kiểu này nhìn hay nhở. Ui, chính ra build thành phố kiểu này hay này các bạn này. Nhìn thú vị phết đấy chứ. Để kiểm tra trong mấy cái lò nung nào. Đấy, mình nghi lắm. Cái đồ giấu trong một lò nung thì sao? Nè. Hệ, không có. Không có, mấy cái này à? Mấy cái này bấm được không? Không, không các bạn ạ. À, thấy rồi nhá. Đây, 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 đây. Trời ơi. Kiếp thần. Chủ map còn non lắm. Mèo béo kinh nghiệm chơi giải mã lâu năm rồi. Nhìn phát biết ngay. Trời ơi. Nhìn dấu kiểu này gì ăn thua gì. Ok các bạn ơi. Tiếp. Ok, nói chung thì mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Đó, mình sẽ tạm dừng ở level 35 các đại thủy cung. Đấy. Uầy, nhìn đẹp phết cha. Mình nghĩ mình sẽ, nếu như video này đạt 2000 like thì mình sẽ làm tiếp phần 3 các nhá. Map này cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Đây, để mình cho bạn coi lại cái ID map không em lại kêu. Đây. Đây. Map tìm bom đây của bạn Conan ID là 20593331 các bạn nhá. Đó. Các bạn thấy map này hay và thú vị thì đừng quên lên thư viện mini tìm ID map này và chơi thử nha các bạn nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.